Tiếp theo là em có về một chiếc đồng hồ của Seiko. Đây là một chiếc Seiko 5 Sport. Chiếc này thì là hàng trưng bày thanh lý chưa dùng. Một chiếc khá là hiếm hàng trên thị trường. Chiếc này các bác sẽ có cái mã tham chiếu để check, nó là SBSA064, giá bán lẻ là 44.000 yên. Và chiếc này toàn bộ khung vỏ được mạ PVD màu vàng hồng. Hàng trưng bày thanh lý các bác nhé, size 42,5. Giày là 13,8 và lắc to lắc em đo được ở trên chiếc này là 46,1. Nó sẽ phù hợp với các bác có cổ tay vừa và cổ tay to. Từ 16 trở lên là đeo sẽ đẹp trên này. Có dạ quang đầy đủ ở trên thân kim giờ kim phút này. Và cái dòng Seiko 5 Sport này thì dạ quang của nó khá là sáng, thoải mái để các bác dùng. Mặt đeo có màu vàng hồng và vân trải tia, 12 bộ cọc số đính nổi và bộ kim lưỡi kiếm. Thiết kế 3 kim 2 lịch, cơ tự động và sử dụng bộ máy 4R36. Toàn bộ là mạ PVD vàng hồng hết các bác nhé. Ở trên cái viền bezel này cũng vậy. Các cái cặp số được khắc 3D khắc nổi luôn. Đó, đánh số từ 10 đến 50. Và có xoay được một chiều đây các bạn. Xoay được một chiều để tính được giờ. Đó. Kính là kính khoáng cứng chống xước, núm chỉnh giờ góc 4 giờ. Và mặt sau đây các bác sẽ có các cái thông số cơ bản. Thân thép không gỉ, made in Japan, máy 4R36 và còn siêu đáy đây. Đó. Với 24 chân kính, 21.600 tần số dao động và 41 giờ tích cót tối đa. Có đầy đủ cót tay và dừng kim dây khi rút đúng chỉnh giờ. Dạ quang sáng, chống nước 100m, dây thép đúc đặc và khóa có logo của Seiko. Em sẽ lên thử trên tay 17 chiếc này. Các bác nào mà còn đang thiếu chiếc Seiko 5 vàng hồng toàn bộ này ở trong bộ sưu tập thì có thể liên hệ đến đồng hồ Quang Lâm với size 42,5. Cơ tự động có cót tay và có dừng kim dây, chống nước 100m. Hàng trưng bày thanh lý. Và bên em săn về được với các bác chiếc này, mã 6903. Giá là 6.670.000, mã 6903. Các bạn nào đang quan tâm chiếc này thì đồng hồ Quang Lâm đã có một chiếc.